Nha Trang mưa lớn quá. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. 3 ngày mưa liên tiếp mà rất là lớn. Hôm nay Kim Hậu vừa mới phát hiện ra một tiếng đàn guitar. Và Kim Hậu muốn hát với tiếng đàn này. Kim Hậu sẽ gửi đến quý vị bài hát trong tiếng mưa hôm nay. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Chân em âm
lãng quên mình lãng dù. Xin hãy cho mưa qua miền đất dài.